cái mình đầu mình đưa để riêng nhá, còn tất cả thân là kia là 6 phần, 3 phần nước, 3 phần là không. Sáu cân tầm beluga, xoay xoay người cho công lực cao lắm mới sơ chế được con tầm này đấy. Làm xong con này là hết chỉ tiêu buổi sáng. Mệt luôn. Cần hỗ trợ không? Hai em như này nè các bạn. Chào chị Kim Bắc, xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nguyên con trên 8kg một con. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8kg cho một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc qua và mua sắm. Chào chị Kim Bắc, xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nguyên con trên 8kg một con. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Giống cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ vùng thủy điện có nguồn nước trong lành, kỹ thuật do chuyên gia một con. Kính mời quý khách các quầy thủy sản tham quan được mua sắm. Để có cá tầm size 8kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Giống cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ vùng thủy điện có nguồn nước trong lành, kỹ thuật do chuyên gia Nga đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp. Cá tầm là một sản phẩm vô cùng bổ dưỡng do lượng DHA, vitamin A, omega 3 và omega 6. Đặc biệt cá tầm chỉ có dụng, không có
không bỏ xương nên hoàn toàn phù hợp với trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào cả. Xuyên cả mức xì dầu, cho cá tầm, cá tầm nhỏ mọng. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Siêu thị Vinmark xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nguyên con 75 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Giống cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ vùng hàng hiệu có nguồn nước cá tầm kho, cá tầm mức xì dầu, cháo cá tầm, chả cá tầm nhỏ mọng. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Siêu thị Vinmark xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nguyên con trên 8 kg một con. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm tiến hành phi lê cá tầm nguyên con trên 8 kg một con. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Dòng cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện có nguồn nước trong lành, kỹ thuật do chuyên gia Nga đạt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp. Cá tầm là một sản phẩm chất tầm bổ dưỡng do hàm lượng DHA, vitamin A, omega 3 và omega 6. Đặc biệt cá tầm chỉ có sụn, không có xương nên hoàn toàn phù hợp với trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào cả. Sụn cá tầm chứa nhiều collagen rất tốt cho hệ xương khớp của người già và trẻ nhỏ. Rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ cá tầm như lẩu cá tầm nấu canh hương chua, cá tầm nướng, cá tầm kho, cá tầm hấp xì dầu, cháo cá tầm, chả cá tầm nóng bỏng. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Siêu thị Vinmark xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nguyên con trên 8 kg một con. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Dòng cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện có nguồn nước trong lành, kỹ thuật do chuyên gia Nga đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp. Mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Dòng cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện có nguồn nước trong lành, kỹ thuật do chuyên gia Nga đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ tiêu omega 6. Đặc biệt cá tầm chỉ có sụn, không có xương nên hoàn toàn phù hợp với trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào cả. Sụn cá tầm chứa nhiều collagen rất tốt cho hệ xương khớp của người già và trẻ nhỏ. Rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ cá tầm như lẩu cá tầm, chả cá tầm nóng bỏng. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Siêu thị con, kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Giống cá tầm được A, vitamin A, omega 3 và omega 6. Đặc biệt cá tầm chỉ có sụn, không có xương nên hoàn toàn phù hợp với trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào cả. Sụn cá tầm chứa nhiều collagen rất tốt cho hệ xương khớp của tầm chả cá tầm đã mỏng. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Siêu thị Vinmark xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nguyên con trên 8 kg một con. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg trên một con, chúng tôi phải mua tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện có nguồn nước trong lành, kỹ thuật do chuyên gia Nga đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp. Cá tầm là một sản phẩm vô cùng bổ dưỡng do hàm lượng DHA cần xa 8 kg trên một con. Chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện có nguồn nước trong lành, kỹ thuật do chuyên gia Nga đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp. Cá tầm là một sản phẩm vô cùng bổ dưỡng do hàm lượng DHA, vitamin A, omega 3 và omega 6. Đặc biệt cá tầm chỉ có sụn, không có xương nên hoàn toàn phù hợp với trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào cả. Cắt cho cô miếng cháu ơi. Sụn cá tầm chứa nhiều collagen rất tốt cho hệ xương khớp của người già và trẻ nhỏ. Rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào. Sụn cá tầm chứa nhiều collagen rất tốt cho hệ xương khớp của người già và trẻ nhỏ. Rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ trẻ nhỏ. Siêu thị Vinmark xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nguyên con trên 8 kg một con. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc.
pha nước chấm thì nên pha nước chấm.